Rồi, xin chào tất cả các bạn của CP Shop. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho tất cả các bạn một cái kéo nữa đến từ thương hiệu Victorinox của Thụy Sĩ nha tất cả các bạn. Thì lúc trước thì CP Shop có đăng những video clip để giới thiệu những cái kéo như là VMF không ạ. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu một cái thương hiệu kéo đến từ thương hiệu Thụy Sĩ nha, Victorinox, và được sản xuất tại Đức nha tất cả các bạn, và nó dùng cho thị trường Đức. Đây, thương hiệu Victorinox thì chuyên sản xuất về những cái loại dao kéo rất là nổi tiếng của Thụy Sĩ nha, số 1 của Thụy Sĩ hiện giờ rất là tốt các bạn, và danh tiếng trên thế giới, ví dụ như loại dao găm nữa, rồi dao đa năng á, là đứng số 1 là Thụy Sĩ, là thương hiệu Victorinox này. Đây cờ của Thụy Sĩ nha các bạn, Victorinox, và nó sản xuất một cái loại kéo dành cho thị trường Đức là Made in Germany nha các bạn, thấy không? Made in Germany for Victorinox, ở đấy là có nghĩa là sản xuất tại Đức cho Victorinox bán tại thị trường Đức nha. Đây là một cái kéo nhà bếp, và các bạn dùng để làm gì ạ? Kéo nhà bếp thì rất nhiều công dụng. Một cái kéo thì các bạn có thể đặt trong nhà bếp của mình, sử dụng như cắt hành, cắt ngò, cắt rau, cắt củ, cắt quả, cắt mọi thứ nha, cắt chỉ, rất là tiện dụng. Và các bạn có thể dùng cái kéo này các bạn làm cá được nha, làm cá đấy, rất là sắc đó các bạn. Và một cái kéo tốt thì các bạn phải được làm từ những loại thép rất là tốt và được sản xuất tại nước rất là tiên tiến thì nó mới đạt được những cái độ chất lượng của đó, và các bạn sử dụng lâu ngày để không bị cùn đấy, không bị cùn, và kéo nó vẫn sắc như thường và không rỉ nữa đấy. Và cái thương hiệu này, cái kéo Victorinox này giá nó chỉ có 500.000 tùy từng thời điểm nào, 500 đến 500 rưỡi, và mình thấy nó rất là đáng tiền ngoài những cái kéo như là VMF hay là Spilling của Đức. Đấy, thì các bạn có thể lựa chọn thương hiệu kéo này ở Victorinox này, các bạn thấy không? Victorinox Retail Co ở GMBS thành phố Co, Co của thành phố của Đức. GMBS là công ty trách nhiệm hữu hạn Co Victorinox Retail tại Đức nha. Đấy, mã vạch của Thụy Sĩ, đó, dùng cho thị trường Đức. Và cái kéo này thì độ dài của nó là được làm từ thép stainless steel này, bow of study total length là 20 cm, có nghĩa là được làm từ thép không rỉ, và cái chiều dài của cái kéo này là 20 cm nha tất cả các bạn. Đấy. Rồi, mình giới thiệu thêm cho các bạn một cái loại kéo của rất là đáng tiền để các bạn lựa chọn dùng cho cái căn bếp của mình rất là đa năng. Đấy, và các bạn phải có một cái kéo để trong cái ngôi bếp của mình, ngoài những cái bộ dao như là Spilling. Rồi, xin cảm ơn và hẹn lại tất cả các bạn. Mình để lên ở dưới phần bình luận, các bạn có thể kết bạn Zalo của mình nha. Và đừng quên nhấn đăng ký và theo dõi kênh YouTube của mình. Xin cảm ơn và hẹn lại tất cả các bạn ở những video clip tiếp theo ạ. Hello, xin chào tất cả các bạn của CP Shop. Lời đầu tiên thì cho phép CP Shop xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đối với tất cả những anh chị quý khách hàng đã xem video clip này, và đặc biệt là những anh chị quý khách hàng đã luôn theo dõi, ủng hộ và đồng hành CP Shop trong suốt những năm vừa qua. Với kinh nghiệm là đã có nhiều năm sinh sống, học tập và làm việc tại Đức từ năm 2018, CP Shop luôn coi những anh chị quý khách hàng là những người bạn, người thân trong gia đình. Vì thế, CP Shop không ngừng nỗ lực để mang những sản phẩm chất lượng nhất từ Đức với giá cả phải chăng, chính hãng 100% đến với tay khách hàng tại Việt Nam. Vâng, và nếu anh chị quan tâm sản phẩm trong đoạn video clip review này thì có thể trực tiếp liên hệ với CP Shop để mình tư vấn trực tiếp. Anh chị có thể liên hệ qua số điện thoại 0707832828, có thể kết bạn Zalo với mình hoặc là có thể là gọi điện trực tiếp với mình để mình tư vấn. Rồi, anh chị có thể vào website sinhhangduc.vn để xem thêm những cái sản phẩm khác từ CP Shop. Rất nhiều những dòng sản phẩm tốt, chất lượng từ Đức với giá cả săn sale rất là tốt, có sẵn trên website sinhhangduc.vn. Rồi anh chị, nếu mà anh chị thích dùng Facebook có thể là vào fanpage của CP Shop Hàng Đức, chính hãng CP Shop, để xem những cái sản phẩm CP Shop cập nhật hàng ngày trên Facebook. Và nếu mà anh chị có những cái thắc mắc phản hồi về cái sản phẩm này thì có thể thoải mái bình luận ở trong video clip này. Rồi nếu anh chị thấy video clip này hay thì có thể là cho CP Shop một like, và đừng quên nhấn đăng ký và theo dõi kênh YouTube của CP Shop. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả những anh chị quý khách hàng trong những đoạn video clip tiếp theo, và chúc anh chị sớm sở hữu những sản phẩm tốt nhất từ Đức, từ CP Shop. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả những anh chị ạ.